chào tất cả mọi người ha. Thì vừa được chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì cũng là một cái clip lắp đặt, thì mang tính chất là để cho mọi người chúng ta có thêm nhiều cái tài liệu để chúng ta tham khảo khi chúng ta có một cái nhu cầu là muốn lắp đặt những thiết bị âm thanh. Trước mặt mọi người đây là một combo JBL, thì một lát nữa thì mình sẽ là khui ra lắp đặt lên rồi mình sẽ giới thiệu từng thiết bị một cho mọi người chúng ta nắm ha. Thì đối với cấu hình này và căn phòng này, không biết nó có đáp ứng nội hay không, tí một cái test. Mình tổng quan qua một chút về cái không gian căn phòng, thì diện tích của không gian căn phòng này đâu đó là khoảng tầm 25m² mọi người, rất là thoải mái, rất là rộng rãi thoải mái, và được thông liền với giới phòng bếp. Đối với cái căn phòng này ấy, thì khi mình vào ấy, thì mình có một cảm nhận như là nó không bị vang quá nhiều, đương nhiên là có là mọi người, nhưng mà không bị quá nhiều như những căn phòng khác. Bởi vì là mình nhìn vào đây thì cái phía sau, cách sau này có là ốp đó, đều một ốp một lớp ván như thế này, nên là thành ra nó cũng giảm đi cái độ dồi âm á. Khi mà phía sau này là đá hoặc là tường bê tông trực tiếp thì nó sẽ vang rất là nhiều. Ngoài ra được cái bên này thì đều được trang bị những cái thanh lá đứng như thế này, thì nó cũng giảm bớt đi cái độ vang của âm thanh, của cái âm thanh, giúp cái tiêu âm tốt hơn. Và phía bên hông này thì cũng được có những cái thanh lá đứng như thế này rất là to, và gỗ là gỗ nguyên chất mọi người ha, cái thành ra cũng giảm. Mặt trước thì thông thoáng, rồi cùng khi mà sử dụng thì khách hàng cũng có thể là đóng cửa lại rồi là kéo rèm lại, cho nên là cũng giúp cho vấn đề là tiêu tán âm rất là ổn mọi người ha. Thì với combo cấu hình này thì khi lắp trong căn phòng như thế này thì mình nghĩ là khá là ổn đó mọi người ha. Thì lát nữa mình sẽ test, không chung có gì thực tế mọi người nói xong rồi lát nữa nghe dở là mọi người lại chơi cho ok. Thôi bây giờ thì mình sẽ phụ mấy bạn là lắp đặt lên, rồi một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe đánh giá và trải nghiệm thử cái combo này được lắp đặt trong căn phòng này thì nó sẽ như thế nào mọi người. Ok, đây là bạn Sang bên bộ phận sale mọi người ha. Đây, mọi người nhìn cái mặt mập béo béo thì là biết là thằng nào rồi đây này. Bình thường thì bạn ấy hay bên bộ phận bán hàng, tư vấn bán hàng này kia. Đấy, hôm nay thì bởi vì là bên đội ngũ kỹ thuật hơi thiếu người chút, mấy bạn đi lắp ở bên kia cả, cho nên là hôm nay lôi luôn cả sale đi lắp đặt cho nó, anh ta cũng muốn giảm mỡ một xíu vì dạo này cũng có vẻ như là cân nặng nó hơi cao đấy mọi người. Ở đây bạn đang khui từng món đồ ra một đấy mọi người ha. Đây là JBL KX của 80A, thì thông thường thì hàng bên mình thì cứ tới tận nhà khách thì nó mới khui, hàng bên siêu cả mọi người ha. Đó, tới tận nơi rồi mới khui hàng. Và bộ này thì mình sẽ phối ghép đó là một chiếc main Crown XLI 2500, bởi vì là mình sẽ sử dụng dòng loa có đường kính là 3 tấc, cho nên là mình sẽ sử dụng XLI 2500 mọi người. Hôm nay thì mình sử dụng loa thì mình sử dụng JBL Boost 012G2 á. Độ ngược xuống. Micro thì mình sẽ sử dụng micro của JBL VM300 mọi người ha. Mình sẽ tổng quan qua một chút của sản phẩm luôn. Còn shop thì mọi người nhìn vào đây thì đoán được rằng là mình đang lắp shop SE-MF3 rồi mọi người. Đây là dòng sub Thiên Vũ bán cũng đâu đó cũng tầm là 4-5 năm rồi mọi người ha. Để khách hàng đánh giá cũng khá là ok về chất âm cũng như là cái độ bền của nó, công suất cũng khá là lớn. Rồi mình sơ qua một chút như vậy thôi. Lát nữa lắp đặt lên rồi mình sẽ tune hệ thống, rồi mời mọi người chúng ta sẽ nghe và trải nghiệm thử cái combo này. 1 hour later. I think that you saw Bertasa. Bertasa, ta 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 sa ta ta sa ber. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã lắp đặt trên xong xuế cả rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tune và setup hệ thống, rồi sau đó thì mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử xem là cái combo này khi được lắp đặt trong căn phòng thì nó sẽ cho đặt âm thanh như thế nào mọi người ha.
yêu em nên tim đau dã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tình anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em biết tình ai đây như đã xa rồi, vì tim em đã cho chờ. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã có test một vài lần nha. Khách hàng đã có test thư và mình cũng đã có mở một vài lần nha. Thì không biết mọi người chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào về cái âm thanh. Thì mình sẽ đánh giá tổng quan qua một chút khi mình đã được nghe thực tế và trải nghiệm thực tế ở trong căn phòng này. Thì mình có một cái cảm nhận như là cái âm thanh nó về độ vang mọi người, nó giảm đi đáng kể so với những cái căn phòng trước đây mà mình đã có lắp. Bởi vì như lúc đầu mình đã có nói thì đối với căn phòng này thì nó không có bị vang quá nhiều, nó tất nhiên là đang còn nhưng mà nó ở mức gọi là trung bình so với mức độ là gia đình mọi người. Như vậy thì mình thấy cũng khá là ổn để mọi người ha. Thì mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào thì chúng ta có thể để lại comment ở bên dưới đấy, cho tụi mình thêm nhiều cái đóng góp cái ý kiến hơn mọi người ha. Và những cái dòng sản phẩm này thì bên mình đều có trong bài sơ đồ cả, quý vị nào chúng ta có muốn tìm hiểu và test và trải nghiệm thử, chúng ta có thể ghé sơ đồ bên mình, chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm thử xem là những dòng thương hiệu tới từ JBL thì cái âm thanh nó có đạt không, nó ok không mọi người ha. Chào tất cả mọi người ha.